và người khác. Người đó vô tình biến mình và người khác thành hai khoảng cách lớn. Về phương diện tâm lý, rất khó xóa bỏ, tức là tạo khoảng cách và sau này không còn cơ hội nào để hàn gắn nữa. Đó. Thành ra nhiều khi có những người họ họ sorry mình, họ tha thứ mình bằng cách biểu lộ ra một hành động nào đó. Có nhiều khi họ mở miệng nha, họ biểu lộ ra một món quà, họ biểu lộ ra một sự chăm sóc, họ biểu lộ ra một cái sự hiểu biết, trò chuyện, vân vân, nói một cái chuyện gì vô. Mà nếu cái tâm của mình dìm sự tự ái, mình đóng lại, mình không chấp nhận, mình nói kia, thì đây là một cái tình trạng mà không những là mình đóng lại rồi, mình còn diễn tả qua thành ngữ ý nữa, để họ cảm thấy được cái sự đối kháng của mình là mình đang đối kháng lại. Thì đây là một cái tình trạng mà Đức Phật nói đó, tạo khoảng cách càng xa, và làm cho những cái đối tác của Đức Bồ Tát đạo mình, tức là gieo nhân duyên chúng sanh, nó tự mất dần, và mình sẽ không có cơ hội để gặp họ, để hàn gắn, để tạo duyên, để giúp đỡ cho mọi người thân tiến. Đây là lời Phật nói đó. Ví dụ của Đồng Bá Lăng Lộ, ví dụ như nói về cái này tuyệt đối, thành ra cái tâm của Đức Bồ Tát thấy người hơn là thấy mình. Thành ra cái lỗi mà của Bồ Tát á, lỗi không nhận cái sự sám hối của người khác. Thành thử ra người ta sám hối không phải là ta mở miệng đâu quý vị. Cái đừng bao giờ quý vị estimate rằng cái người sám hối phải mở miệng ra, trời ơi tôi làm cái đó lỗi lắm, đừng mở, không có. Họ nhiều người chưa phải là toàn vẹn, có nhiều người chưa phải là thành toàn, nên họ sẽ không dùng cái lời nói để họ nói với mình, tại vì họ vẫn có tự ái, có sĩ diện của họ, nên họ có thể bày tỏ bằng một sự dỗ về, bằng một sự chăm sóc, bằng một sự lo cho mình gì đó. Đó là chứng tỏ là nhiều khi là một cái sự lời sorry của họ đó. Mà nếu lúc đó mà vì một cái sự buồn phiền, một sự giận hờn, một sự đóng chặt tâm tư, không chịu cởi mở nữa, mà quý vị khóa luôn cái lòng của mình á, thì nhân duyên nó sẽ mất, khoảng cách nó không còn có cơ hội nào bắt nhịp cầu được nữa, cái nhịp cầu đó nó phá vỡ hoàn toàn, và không bao giờ có một cơ hội để cho cải thiện một người xấu. Bởi vì quan niệm không phải mình con đường đắc đạo, không nghĩa là người chúng mình hạnh phúc, không có nghĩa rằng mong cầu người đó làm cái gì để cho mình hạnh phúc, mà mong cầu rằng người đó sẽ được hạnh phúc, nên mình phải có cơ hội để mình tác duyên cho người đó hạnh phúc. Mà nếu có tác duyên bằng cách mà phải gần gũi người ta, bằng cách mình đem thiện pháp mình ký vào trong người ta mới chuyển hóa được, thấy không? Thành thử ra mình phải cái tạo gì ta thông cảm thì mới chuyển hóa người ta được. Bồ Tát gì người hơn gì mình, thấy không? Đó. Thành thử ra quý vị hiểu con đường này để quý vị có thể giúp được những người trong gia đình mình, những người gần gũi với mình, còn bằng không là rất khó giúp. Thật sự những đau khổ gì trải ra quý thầy cũng trải ra, và toàn gì thực sự cái trong chân lý mình không đúng sống theo cái chân lý Bồ Tát đạo của Đức Phật dạy. Con đường Bồ Tát đạo Phật dạy là con đường mà Bồ Tát vào trong khổ nạn của chúng sanh mà cảm thấy như du hí tự tại. Du hí tức là coi như đi chơi mà vui vẻ gì đó. Trời ơi, mà vào thấy cũng càng người khó chịu, bực mình muốn chết luôn, riết rồi phát tâm mình muốn thối thất, không muốn làm gì hết á. Như Bồ Tát giàu với thực tài, Bồ Tát biết nguyên tắc, hiểu được những nguyên tắc nền tảng căn bản này, nên thấy nó xảy ra thấy nó bình thường quá, đâu có gì đâu. Cái chuyện đó là lý của thế gian, chân lý thế gian nó là hằng vậy, nó thường vậy, mà tại vì mình lấy cái ứng xử của mình, ứng xử của bản ngã, thấy không? Mình lỗi lầm, thấy không? Thành thử ra bây giờ ra, nhưng mà làm sao để mà cảm thông, để mà tha thứ, đó là một cái vấn đề thứ hai, thấy không? Thì qua lớp này là mình nói về thương yêu rồi, còn thắc mắc về thương yêu không? Còn thương yêu thì nói về sở hữu. Thương yêu thì ta mới tìm được có bao nhiêu cái chi tiết đó thôi à. Bao nhiêu nguyên tắc đó thôi, là phải hiểu biết cái gì đó mới thương yêu được. Nhưng mà thương yêu á, tức là từ bi. Tức là ban vui cứu khổ. Cái ban vui cứu khổ rốt ráo là không phải là bằng vật chất, không phải bằng một cái gì, mà phải ban vui người ta cái sự hiểu biết này nè. Cái là nguồn gốc để tạo thành sự an vui, để phá vỡ cái tâm dính mắc của người ta tuyệt đối. Thôi vậy biết cái này đó, bởi vì cái trong thức con của gì cái này đó, thì nó sẽ không có đòi hỏi giống như cái tuyệt đối của nó mong cầu nữa. Cái này xã hội không có đòi hỏi đâu nha, xã hội bơm con người ta với đối tượng là thần tượng quá. Xã hội này là cái gì cũng thần tượng quá, thì người nào mà thần tượng quá được, họ thần tượng quá tối đa là luôn, để mình dính mắc 100%, thấy không? Mà họ thường, mà mình quên rằng là mình bị xã hội gạt, bởi vì ví dụ như Michael Jackson đi, nó thần tượng quá là nhạc thôi là hết rồi, những cái khác những lỗi làm hết trơn, nhưng mà mình khi mình thấy được một cái thần tượng quá thì mình có là yêu ai yêu cả được, đi cái gì của Michael Jackson cũng hằng nhất. Mình quên sạch bắt hết những cái lỗi của nó, còn ghét ai thì ghét cả tông chi họ hàng,
thấy không, đã ghét ai rồi đó, cái người mà thân người đó mình cũng ghét nữa, thấy không. Cái vết chân hồi xưa đó nó trả thù, mà cái chân người đó đạp lên không thành dẫm lên lên nữa. Thấy không, cái vết chân người đó đều dẫm lên làm như u uế mình vậy đó, thấy không. Mà từ cái tình trạng đó mới kéo phe kéo đảng, người nào mà không chịu ghét người đó trả thù mình. Thấy không, còn người nào á, thấy không, mà theo mình thì là kẻ thù của người đó. Thành cuối cùng hai bên là cứ kéo phe kéo đảng nhau mà chống trái kẻ thù. Thành ra khi mà hai vợ chồng mà buồn phiền nhau, mà ghét nhau đó, thế thì người vợ là muốn con cái theo phe mình, ha, người chồng á là muốn con cái theo phe họ, cuối cùng đấu tranh hoài, đứa con ở giữa nó bức xúc chịu nổi. Theo phe, mà theo phe người này thì mình sẽ bích lòng với người kia, mà theo phe người kia thì bích lòng với người này, rồi cuối cùng nó tìm gì, tìm ra bạn bè, rồi bị bạn bè lôi kéo, rồi tôi vô lôi kéo, thành ra hư hỏng là tại vì mình không có chịu mình giải quyết trong vấn đề mà giữa hai người với nhau, mình đem cái đó mình đem ra, mình lan ra, mình kéo phe kéo đảng. Thì cái này nó cũng là một cái lỗi lỗi lầm trong cái sự yêu thương hả. Sao cái tôi hiểu rồi, cái gì ở đây chắc dính năm tặng cái gì này nhiều lắm đó. Thấy không? Cái gì nói về tôi nói một cái điều thế này nè. Tại vì lên quên cái lời tôi nói đầu tiên là mình yêu một cái đối tượng đối tác thật sự là mình yêu chính mình. Nên mình muốn đối tác đó là mình, là làm những cái gì giống ý mình. Thực sự sự xung đột này á là tại vì người kia không phải như mình, nên họ muốn những cái khác. Thành ra trong cái cảm thông này đặt mình vào vị trí ham muốn của đối tượng để mà cảm thông. Không phải tha thứ mà không có sự hiểu biết, không phải cảm thông thì tha thứ đó không phải sự toàn vẹn. Quý vị, một cái sai lầm đầu tiên á, chính yêu thương quý vị mà quý vị mới yêu thương chồng quý vị. Không, rồi mình nói cái này đi, tôi nói thực sự ra đó. Không, nếu mình cảm thông rồi đó, tôi nói là người đó tại sao tìm người khác, tìm những cái gì khác. Tôi nói không phải là khi mình tha thứ 100% là người sẽ hồi tâm chuyển ý nha. Nãy tôi nói câu đó rồi, có những người không hồi tâm chuyển ý. Không, nhưng mà bên đạo Phật á, vẫn lấy tư tưởng là nếu mình còn tha thứ thì mình còn có cơ hội để trở về, còn cái cửa để mà ta trở về. Còn nếu mình khóa luôn cái cửa đó, thấy không, à, thì sau này thí dụ như gỗ thường mà 10 năm cũng được, 20 năm có người đốt bị nghịch cảnh rồi họ trở lại thì họ không có cơ hội để họ trở về nữa, thấy không. Mình thử ra mình nói rằng là trên đạo Phật á, Phật chủ trương rằng là dầu người đó ngoan cố, người đó bao nhiêu lần lỗi lầm mà vẫn không chịu sửa thì trư lượng thế gian pháp không tha thứ, thấy không, làm mạnh tới nơi tới chốn luôn, cắt đứt tuyệt luôn, thế là tới bến luôn đó, tới bến luôn, thấy không. Chứ mà đạo Phật mới nói đó, người nào cũng là Phật tánh, người nào cũng cơ hội để cải tổ cải thiện, chỉ như không đến mình chưa đủ trí tuệ của Phật để mình tìm đúng tác duyên, đúng cái gì để chuyển hóa người đó được, hoặc là do nghiệp thức, hoặc do nợ nần của mình mà người kia có làm khổ mình, vân vân vân. Thành thử ra nếu mà mình không cảm thấy rằng người ta không toàn vẹn, người ta có lỗi lầm, tất cả thế gian không như người mình nghĩ, tất cả thế gian thì chỉ là sự khổ đau, mình đừng gắn khổ đau đó thêm không khổ đau của mình, mà hãy tự tìm thấy sự hạnh phúc trong hiện tại. Có
có những giờ người vợ chồng ngoại tình với vợ mà về giấu vợ thì phải nói là tội nghiệp, rất là tội nghiệp đó, bởi vì ông ăn lành thì ông đã không giấu rồi. Mà có nhiều ông thì cất giấu luôn, thì ông đó thì mình nói quá sức rồi, thấy không? Đó, thành thử ra là họ làm họ có cái mặc cảm, thấy không? Thành thử ra nếu mà đặt trạng thái cảm thông không có hoàn toàn cái kia đó, thì họ vẫn có cơ hội cải thiện để họ trở về. Cái này nói là cái hình thức lâu dài, thấy không? Đó, mà đạo Phật, bởi đạo Phật chủ trương đó, ha, là mình phải mở rộng, bởi vì dầu sao mình lấy cái ngã cái của mình, ngã kiến của mình đặt để người kia phải làm theo những cái mình nghĩ rằng là cái đó là hạnh phúc, thấy không? Hoặc là mình so sánh với hạnh phúc ở quá khứ mình đã có, hoặc là nó có như một cái mẫu hạnh phúc tương lai mình đặt để mà người đó không làm theo, thấy không? Và chưa bao giờ mình đặt mình vào cái tâm trạng ham muốn cá tính, cái khuyết, cái ưu điểm của họ để mình cảm thông. Họ có những cái ưu điểm và họ có những cái khuyết điểm. Nếu nhìn người nào có ưu điểm thì mình dễ sống hơn là mình nhìn cái khuyết điểm của người ta. Có cái lỗi đó, là mình không thấy khuyết điểm của mình, thấy không? Mà mình luôn luôn thấy khuyết điểm của người đó dễ mới chết, thấy không? Có cái lỗi đó, là mình không thấy cái thiếu sót của mình. Chẳng hạn như mình không có sắc đẹp, ông đó là người khoái sắc đẹp thì bảo đảm ông sẽ tìm cái sắc đẹp mà ông cảm động, thấy không? Để mà ông dính mắt. Thì cái lỗi đó, cái giờ vấn đề quan trọng đó là đi sửa sắc đẹp. Quý vị muốn lo kéo được, tức là quý vị phải bù đắp những cái gì thiếu thốn của người khác, thấy không? Thấy không? Còn mình mắc kệ cái đó không cần, thì cái chuyện đó là mình lỗi, thấy không? Như tôi nói, không phải, bởi vì mình phải có sự cảm thông, bởi vì người ta thiếu thốn người ta phải tìm, mình thiếu thốn tức là mình cô đơn mình mới tìm chồng, mình cần có cái sự cô đơn mình mới kiếm đứa con để mình nuôi dạy, để cho nó dỗ dạy an ủi mình. Thực sự mình thương mình, tôi nói mình thương mình chứ thực sự ra đứa con nó chết mình khóc là tại vì mình thiếu mất một cái thành phần đó là để bù đắp cái sự cô đơn của mình thôi. Quý vị cứ nghĩ rằng là tôi thương đứa con, thật sự quý vị thương quý vị lắm, bởi vì đứa con mất đi rồi quý vị cảm thấy nó thiếu vắng, nó trống một cái gì trong cái cơ thể của quý vị đó, thấy không? Nhưng mà mình cứ nghĩ mình đặt làm là mình thương người ta thật sự. Giờ khi mình cái đó là cái của mình nên mình muốn cái đó là làm giống như cái gì mình nghĩ, tại vì nó là phần của mình mà, thấy không? Nó thành thử ra nó phải quan niệm hiếu nó phải như vậy, quan niệm thương nó phải như vậy, quan niệm nó phải hy sinh nó phải như vậy, nó phải phục vụ như vậy. Nhưng mà người ta là người ta phải là mình. Và cái tôi nói là cái lỗi của quý vị đó là quý vị quán xét lại để mình thương, mình mở rộng đó, và mình sẽ mở rộng mãi mãi. Và người nào cũng có cái sự cải thiện, người nào cũng có sự quay về. Nếu mình chặn đứt cái con đường quay về của người ta bằng cái sự nghĩa là ù lì giận dỗi luôn bởi kia đó là mình không có cơ hội để cải thiện, mình không có mong rằng là người đó trở về giống như người thương yêu nữa, nhưng mà trở về với một cái nhân duyên lành để cùng nhau xây dựng một cái gì đó, thấy không? Thì tôi thấy cũng là một cái hay, thấy không? Thành thử ra là trên vấn đề thông cảm á, là tha thứ á, nó có hai cái. Thứ nhất, trách lỗi của mình có cái lỗi không, có phải là mình thương yêu đối tượng đó thật sự hay không. Cũng như tôi có nói với Phật tử, khi cha mẹ mất đi, con cái nói má ơi ba ơi sao bỏ con đi vậy, trời ơi con kỳ này con ở với ai con khổ đau quá, cái câu trả cái câu mà thương khóc vậy đó, thì gia đình nào cũng thương khóc, mà hồi nào vậy đó ma nào nó cũng thương khóc như vậy. Như là Phật nói cái đứa con mà khóc như vậy rõ ràng nó thương nó, thấy không? Nó cảm thấy không có cha mẹ gần gũi để an ủi dỗ về săn sóc nó nữa, nó thiếu. Nó cần cha mẹ nó ở đó, cho nó nói trời ơi má ơi không biết giờ má sanh cực lạc chưa, hay là má đi đâu này kia rồi, thấy không? Nó bỏ con cho hai con rồi lại là mất cha mất mẹ, rõ ràng là mình sự thiếu sót, mình mất mát, mình tiếc thương cho mình khổ đau cho mình rồi mình mới khóc cho cha mẹ chứ, thấy không? Bây giờ thấy đúng không? Đúng. Rõ ràng là cái sự thương yêu mình, nó thương yêu ba má đó, ai nói trời nó thương quá trời nó khóc như là đầm đề nước mắt hết rồi, nhưng mà nó tuổi cho nó, bây giờ người khác có rồi không có. Rõ ràng nó thương cho nó, chứ đâu phải thương cái câu đó là nó thương cho nó, rõ ràng. Mà người nào cũng khóc, người nào cũng than phiền như vậy chứ. Rõ ràng là cái sự thương yêu của gì đặt để, tôi nói là hai cái những đặt để mà gọi là cái hiểu biết sai lầm. Vì cái sự thảo động nhưng mà rộng mở, phải không? Thành thử ra tôi nói, khi mình nghĩ rằng là cái sự thương yêu đó, rõ ràng là chính là mình thương yêu mình. Mà người khác họ thương yêu mình thì chính là họ thương yêu họ. Nên khi cái gì mà không thỏa mãn họ thì tìm cái khác. Cái gì mà mình cái trống vắng mà trong người của họ mình không bù đắp được thì họ tìm một cái khác để bù đắp vô, thấy không? Mình làm sao giải quyết cái trống vắng đó, thấy không? Mình không cảm hiểu trống vắng đó, mình tìm được cái đó đó, mình lý giải mình hiểu cái đó đó, thấy không? Mình tránh được lỗi lầm của mình để mình tạo thành một cái không khí ấm áp gia đình để kia thì họ sẽ bỏ, thấy không? Đương nhiên không phải là giải pháp này là giải pháp gọi là tuyệt đối rốt ráo để giải quyết tất cả, bởi vì có những người họ can cường, họ khó dạy Bồ Tát và khó tâm đối với người đó đó mà. Thành ra tôi nói là lý do tại sao quý vị tu rất là nhiều thiện pháp, có rất nhiều công đức,
Bởi vì chính công đức là cái năng lực nói chuyện cho ta nghe. Quý vị nói mà người ta không nghe á, đó vậy chứ có năng lực công đức. Thế ông gì ông vua nói ra ai không nghe. Công đức ông vua ông ghê gớm lắm phải không? Nói ra là cái khả năng rất rất rất. Thành thử ra ngoài vấn đề đó mình biết rằng là cái khả năng người này mà nói người khác bị hay lụy thuyền người khác là tại những người khác công đức lớn nước của mình. Thành ra ngoài vấn đề mình bị những cách hành xử, những cách thông cảm, những cách Bồ Tát tạo, những cách hiểu biết chân lý. Mình muốn bước chuyển quá tâm người ta mình phải đầy đủ cái thiện pháp giới, tức là đầy đủ tất cả công đức mình tu thiện pháp đó. Như kỳ hai ba kỳ giảng trước tôi giảng về cách tu thiện pháp giới rồi, mình làm hoài công đức ngữ ngôn mình nói ra nó có như thương nhà thất ngọc vậy đó, ai nghe cũng phải rung động hết trơn á. Một cái lời làm bằng thiện pháp của mình bây giờ hả đó, thì người phải nghe coi nhớ chép lại mình chưa đủ lực nói ta nghe gây thiện pháp nhiều đi đừng có khe gì người đó nữa, nó cũng không nghe à, tại chưa đủ thước công đức đã tạo ra làm công đức. Công đức nó không có nghĩa rằng là diệt tham sân si. Diệt tham sân si nó thuộc về luật nghi giới, tức là diệt để tránh phiền não cho mình. Công đức là thuộc về ba la mật, sáu ba la mật, thường bố thí, thường trì giới. Thành ra người bố thí trì giới nó có một cái lực nói chuyện với người tác nhiều càng như cô thường cho hết bằng cả tấm lòng, cho hết bằng sự yêu thương, cho hết bằng cái gì trừ trường hợp là người tới đó để đòi nợ thì mình không có công đức, tại vì họ lấy cái món nợ thôi. Còn nếu họ không phải là người tới đòi nợ, sau này mình nói gì họ cũng nghe hết à. Thấy không? Thì họ nhận cái đó họ mang thành một con nợ nên họ nghe. Trừ trường hợp đó là hồi xưa mình bắt nợ họ tới họ đòi. Thấy không? Thành ra cái gì mình cũng lòi ra thì mình nói không có nghe, tại vì mình đang là con nợ mình trả nợ cho họ mà. Họ nói mình lại nghe nó chết mới chết. Thấy không? Thành thử ra mình đừng có nghĩ là bây giờ mình không có được trí tuệ Đức Phật nên mình không biết là mình làm cái đó là thuộc về công đức hay là đã nợ, nhưng mình vẫn làm, nó thuộc về thiện pháp. Thiện pháp nếu mà làm quá hết cái nhận nợ của họ rồi, họ nhận thêm nữa thì tự nhiên họ trở thành con nợ, thì lúc đó cái công đức của mình có đủ năng lực tác động lên người ta lại, hiểu không? Nếu nói vậy là mình mắc nợ người đó làm khổ mình, là mình mắc nợ người đó mình phải trả nợ này. Có một cái vậy nè, có những người nói rồi không bao giờ mà nghe hết đâu. Mình nói họ nghe rắc á, người đó bắt đầu mình. Có những cái bây giờ mình thấy sai rồi mà mình không dám cãi. Tôi nói là cho tao nói thành ra Bồ Tát mà giao nhân duyên chúng sanh là chỉ muốn chúng sanh làm con nợ thôi, để sau này Bồ Tát thuyết pháp cho thôi nghe. Có nhiều chúng sanh á, giàu thuyết pháp giỏi cách mấy nói không nghe nha. Nó không nghe. Nhưng mà cái người đó hồi xưa có ân quả đó, họ nói cầu họ nghe liền. Bồ Tát cho cái gì tất cả mọi thứ mục đích biết là khổ đau, cho con cái là khổ đau thì con cái, cho danh vọng là khổ đau thì danh vọng. Nhưng mà Bồ Tát muốn quý vị trở thành con nợ của quý ngài, bởi vì quý vị hiện giờ cho cái đó là hạnh phúc chứ không phải cho giải thoát là hạnh phúc. Nên Bồ Tát ban cho quý vị tất cả những sự mong cầu. Chứ động thứ nhất, sau này khi quý vị hồi tâm thì quý vị sẽ gặp vị Bồ Tát đó, và Bồ Tát đó thuyết pháp. Dầu quý vị hồi nào tới giờ không hề nghe thuyết pháp mà nghe người đó nói cái là rung như vậy. Tin để mà hành trì để mà được giải thoát. Nhá. Thành thử ra trong cuộc đời mình á, Phật nói là bố thí là thiện pháp, trì giới là thiện pháp, nhẫn nhục là thiện pháp, thì quý vị cứ làm, thấy không? Có thể rằng là quý vị bị chửi mắng là cái vấn đề nhân quả mà xưa mình làm người ta, thì nhẫn nhục này nó phê vậy trên á. Nhưng mà nếu mà người đó đang tác nhân với mình mà mình nhẫn nhục thì sau này mình có cái lực đối với người ta, thấy không? Hay là mình người đó không phải tới đòi nợ của mình, thành ra mình cứ cái gì mình cũng phải cho mà người kia nhận mà không khe gì tới mình hết. Mình cho cả sự tha thứ, mình cho cả sự tình yêu, mình cho cả sự hy sinh, mình cho cả dòng vàng từ những bạn vân vân mà người kia cũng không khe gì mình hết, họ lấy họ đòi mà. Đâu có phê gì đâu. Nhưng mà khi mà mình cho quá số lượng đó rồi, họ trở thành con nợ thì lại nói mình nói ra nó có cái lực. Thấy không? Thành ra nó là thiện pháp thì nó vẫn là thiện pháp. Quý vị đừng có estimate rằng là tôi cho ra phải có đền đáp lợi, thực sự là mình là ngã kiến. Lấy cái ngã ái của mình đánh nó đập bị cho ra, thực sự ra đâu phải là mình thương yêu người ta thật sự, mình cho là mong rằng có sự đền đáp mà họ rằng mình thương mình mới cho, thấy không? Quá đắt người ta không xem cho lời mình là mình quá, thấy không? Cái gì làm rồi, cái gì cái đó là thực sự vì thương người ta, bị cho làm cái thủ đoạn ngoại giao để mà làm cho người ta trở lại thương mến mình, nhưng mà thực sự không phải. Mình trách ra mình thương mình làm, thì tôi nói là những cái lỗi làm mà khiến mình bị đau khổ hoài là chính mình thương mình làm. Bây giờ quý vị cứ nghĩ rằng là mỗi chúng sanh đều có thương cho chính họ, nên những lúc mà mình không đáp ứng được tình thương của họ, cũng như là ngay bây giờ mình thương họ mà muốn họ đáp ứng cái gì đó cho mình, thấy không? Đó, thì chính họ cũng vậy, khi họ thương mình mà họ mong mình đáp ứng cái gì cho họ, mình không đáp ứng được nên họ tỉ khác,
phản phản ứng vào phản đối vào phản đối, tôi nói với con nãy tôi nói hai câu rồi, cái câu đó là một cái câu chung. Còn câu nữa là có những cái thanh là dầu có lỗi lầm mình đứng họ, họ vẫn ngoan cố, họ không phục thiện. Tôi có nói câu đó mà. À, trên xã hội thì không chấp nhận, nhưng mà trên tư tưởng đạo Phật đó, à, thì mình phải chấp nhận. À, mình nên làm theo tư tưởng đạo Phật là cái gì? Đạo Phật đó là người ta không có tương đối, tất cả những cái gì cũng không tương đối và con người ta vô thường, nên vô lúc người ta có thể trở lại, có thể phục thiện trở lại. Nếu mình mà hoàn toàn cắt đứt bằng sự hờn dỗi, ù lì hay là cái gì đó không, thì vô tình mình không cho một con người quá khứ có tội lỗi trở thành con người tốt. Vì tâm Đức Phật rất là từ bi nên Ngài chấp nhận rằng là không nên đối xử bằng hình thức ù lì, giận hờn tuyệt đối luôn, hiểu không? À, tại vì con người ta lúc nào cũng vô thường. Mình cứ sống và quý vị muốn hạnh phúc, đừng có đặt đối tượng người khác là cái tự tượng yêu mình, mà chính thấy rằng như mấy cái hạnh phúc nhà lại tôi nói đó, nó hiện tại là một sự hạnh phúc rồi. Người hiện tại có giá trị hiện tại mà chấp nhận cái đó thì mình sẽ hạnh phúc. À, còn mình chấp nhận một cái giá trị nào so sánh với quá khứ hay là một cái giá trị mẫu nào mà mình đặt ra đó, thì bao giờ nó không bao giờ nó có. Nếu nó có được như lắm là mình đại phúc báo, thấy không? Thành thử ra nếu mình nghĩ như vậy đó thì mình sẽ đỡ khổ đau. À, mà vì đỡ khổ đau mình mới mở rộng lòng tay mình tha thứ cho người ta được. Mấy cái bài này thì nó dài vô cùng tận luôn á, nó thuộc về cái lối sống mà mỗi người một hoàn cảnh, thấy không? Thì bây giờ quan niệm thế gian thì tôi không mong quý vị chấp nhận, bởi vì mình học đạo Phật mình không chấp nhận quan niệm Đức Phật, phải mở rộng lòng tay, có sự cảm thông á là phải học vô đại tâm, phải đặt mình vào tâm trạng của đối phương để biết là ý sự mong muốn của đối phương, biết cái sở thích của đối phương, biết cá tánh của đối phương, biết ưu khuyết điểm của đối phương, thấy không? Để mình tìm thời cơ, để mình tìm cơ hội, để mình tìm những dịp để mình chuyển hóa họ, để mình thông cảm với những lỗi lầm của họ. Mình có lỗi không? Nếu mình dỗ vô mình nói là con là người hoàn toàn như Phật không lỗi thì hãy trách người khác, thấy không? Mình lỗi mình thì không bao giờ mình trách hết trơn á. Thường thường là ít khi nào mà nhìn vào mình, bởi lối tu của đạo Phật á, về giới luật Phật nói là hãy nhìn lỗi mình, hãy đừng nhìn lỗi người, bởi vì làm sao mình biết người ta bằng biết mình, thấy không? Người ta nhiều khi làm cái đó chưa chắc người ta có lỗi, mà tại vì mình lấy mình đánh giá người ta nên cuối cùng cái đó thành là lỗi. Thành thử ra hãy nhìn lỗi mình để mình tự sửa. Mình sửa được thì mình sẽ hạnh phúc an lạc, mình sửa được thì phiền não mình tự tự nó tiêu diệt. Chính phiền não là mình đau khổ với ai trơn á. Đó thì từ 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 cái lớp đạo Phật á, nó có hai cách luôn luôn là vì mình mà làm cái gì, vì người mà làm cái gì. Thành ra lục nghi là cái sửa mình, thiện pháp á là gây công đức cho mình, còn như thủ tình á là sửa người. Mà tôi nói là trạng thái mà nhớ thức tình là trạng thái gọi là đăng địa, thành ra mình đừng có thắc mắc là làm lão được, thấy không? Quý vị làm được nhưng làm được phần vụ nào thôi, một phần nào thôi, tại vì mình đâu có biết được cái tha tâm thông người ta mà biết được căn đánh cái đó là sao đâu mà mình dùng khắp thợ. Do đó Bồ Tát đăng địa mới làm viên mãn được cái nhớ thức tình. Còn mình có nhớ thức tình thì đương nhiên là không có viên mãn, nên đôi lúc nó bức xúc đối với mình bởi nó không thuận những cái mình nghĩ ra. Sao chịu chưa? Chịu thì hết giờ rồi, giờ suy ngẫm đi, thấy không? Giờ suy ngẫm đi. Còn nếu muốn nói chuyện riêng thì bữa nào đi, tôi nói chuyện riêng nhỏ thứ hai cho. Nếu mà người ta đối xử với mình vậy, mà mình cho người ta có cái hạnh phúc riêng đi, mình đi bước vào cái đường đạo của mình như vậy, mình có lỗi không thầy? Mình có tội không? Tại vì mình sống trong cái cuộc sống như vậy nó sẽ rất là đau khổ, mà mình nếu mà làm một cái tâm mà Bồ Tát đạo mà mình đừng có gây cái đau khổ cho mình phải bỏ, mình tha thứ như vậy. Nhưng mà sống chung một nhà, hàng ngày gặp mặt nhau như vậy nó rất là đau khổ thầy. Thì mình cho ta đi vô. Nói là đau khổ là tại vì đồng sàng dị mỏng nó mới đau khổ. Quý vị cảm thông thì nó sẽ không có cái đồng sàng dị mỏng nữa. Chính quý vị không chịu cảm thông, hoặc là bởi vì cảm thông mà người kia dứt khoát không chịu cảm thông,
không? Thành thử ra giai đoạn đầu tiên á. Sao phải à, con đường của Phật đạo á là con đường tác nhân duyên để chuyển hóa nghiệp, chứ không phải là chấp nhận cái dòng nghiệp nó chuyển hóa mình, hiểu không? À, những nhân duyên này đó là sự hiểu biết và đặt để ra cho mình, chẳng hạn như à, bằng cái bố thí, bằng sự trì giới, bố thí bằng tình thương, bố thí bằng sự tha thứ, bố thí bằng được cảm thông, đó là những nhân duyên để mình tạo tác cho đối người đối tác đang nghịch duyên đó với mình. Cái nhân duyên nó đầy đủ á thì đối tác sẽ quay trở lại. Cảm thông là biết rằng là vì lý do nào mà người đó lại không tốt đối với mình, hoặc là sự bằng cái ước vọng họ khác mình, sự tham muốn họ khác mình, họ mong cầu những cái mà mình không có đáp ứng được, hay mà mình không chịu sửa mấy cái đó. Cảm thông là hai bên đều phải sửa, nhưng mà mình biết là pháp thì mình sửa trước, đừng có mong cầu kia gì là người đàn ông con trai phải sửa trước mình, thì đó là mình đừng nghĩ vậy. Khi cái tâm mình open mở ra đó thì là một cửa ngõ để người ta hưởng ứng, người ta đáp ứng, người ta sửa sao. Thành ra thử ra đó, mình nói rằng là tôi bây giờ phải tuyệt giao với người đó, cái chuyện đó là thế giao pháp. Mình có thể là chấp nhận là mình không cưỡng nổi cái nghiệp quả, cưỡng nổi cái kia, thì tạm thời mình né lánh là cái thái độ đó cũng được, chứ không phải là không. Nhưng mà cái tâm vẫn không xả bỏ nha, vẫn thấy người đó bị phiền não, bị sai sử, bị tham sân si, bị giận hờn khiến cho sanh ra những cái tâm đó, mà không phải chính người đó là đối tác, mà người đó bị như hình nộm, bị sai sử bằng tham dục, bị sai sử bằng sự mê đắm, bị sai sử bằng vô minh tà kiến không hiểu là Phật pháp, nên mình càng xót thương, mình né tránh, và mình chưa đủ cái năng lực của thiện pháp để mình độ sanh thôi, nhưng mà luôn luôn vì xót thương nên luôn luôn tìm cơ hội, luôn luôn tìm thời cơ để có nhân duyên nào, hoặc là tự mình, hoặc là nhờ người khác, hay là chuyển hóa đưa cho người đó về thiện đạo. Đó là cái tâm của vị Bồ Tát, là muốn tất cả chúng sanh đều tránh được lỗi lầm, đang là hạnh phúc, nên không bỏ qua. Thôi bây giờ cái này thì nó nói về ngoài không có hết. Thấy không? Vì sao là quý vị sẽ có cơ hội họ Bồ Tát giới học về giới điều, thì thầy Pháp Chánh là giới sư hỏi thêm. Tôi thì nói hoài cái này sẽ bị không có hết đâu, bởi vì chúng sanh mỗi người đụng một trường hợp, nhưng mà quý vị hiểu biết những nguyên tắc để mình có thể mở tâm rộng mình dễ hơn. Còn sự tha thứ chúng có hội mình sẽ nói một bài, một sự hỷ xả sẽ có hội mình nói một bài. Thấy không? Thôi bây giờ quý vị hồi hướng nguyện đem công đức này về khắp